Mối là loài động vật sống ngoài tầm mắt của chúng ta. Rất hiếm khi chúng ra khỏi tổ. Tuy nhiên, loài vật này lại có một cuộc sống vô cùng thú vị. Mối là những thợ xây tài giỏi, chúng làm thay đổi thế giới xung quanh. Trên vùng đồng cỏ ở Kenya có rất nhiều mối. Tổ của chúng đã trở thành một phần của khung cảnh nơi đây. Mối thích nghi với cuộc sống trong bóng tối. Dần dần chúng không còn mắt, nhưng lại có khả năng tuyệt vời về khứu giác. Hai nhà sinh học Joanne Delington và Reinhard Lutter cho rằng chúng ta còn biết rất ít về loài vật này. Họ muốn ghi lại những hình ảnh bên trong tổ mối, nơi sinh sống của mối chúa mà không làm ảnh hưởng gì đến chúng. Mối đóng vai trò quan trọng đối với nhiều hệ sinh thái, chẳng hạn như ở vùng đồng cỏ. Trong hệ sinh thái này, chúng là những tác nhân chủ yếu giúp cho việc phân hủy cây mục. Đất bị mặt trời thiêu đốt, vi khuẩn và nấm không thể sống ở gần bề mặt đất. Tại đây, mối giúp làm cho đất trở nên màu mỡ hơn. Rất khó có thể nghiên cứu chúng vì loài vật này không thích xuất hiện. Do vậy, rất nhiều nghiên cứu của tôi vẫn đang trong quá trình thực hiện dang dở. Ngay sau khi một cái tổ bị mở ra, mối sẽ rời đi, như thể chúng chưa từng ở đây. Do vậy, các nghiên cứu về mối cũng giống như nghiên cứu khảo cổ học, khai quật những di tích bị bỏ hoang và tìm kiếm những gì còn sót lại. Chỉ duy nhất có một nhóm không di chuyển, đó là mối chúa và cận thần. Trong tổ có mối chúa, mối thợ và mối lính. Mối chúa là mẹ của tất cả mối trong đàn. Nó đẻ khoảng 30.000 quả trứng một ngày. Sau đó, trứng được mối thợ mang đi ngay để chăm sóc. Mối chúa rất quan trọng và được canh gác cẩn thận. Mối thợ sẽ xử lý ngay lập tức mọi thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm hay ánh sáng. Những cái lỗ nhỏ nhất được đóng lại ngay. Quang cảnh này trông có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng thật ra không phải như vậy. Đây là một xã hội có tổ chức cao. Mối thợ có thể mang nhiều nước bằng cơ thể của mình. Như vậy, chúng có thể trộn vữa bất cứ lúc nào, thậm chí cả khi ở những vùng khô như thế này. Tất cả mọi lỗ thủng vô cùng nhỏ đều được mối lính canh gác với những đôi hàm cực khỏe, sẵn sàng chiến đấu với bất cứ kẻ xâm nhập nào. Các nhà nghiên cứu chỉ có rất ít cơ hội được nhìn vào bên trong tổ mối trước khi phần bị hở được gắn lại. Cũng giống như mối, kiến và các loài côn trùng xây tổ khác sống thành đàn lớn. Do vậy, có những suy nghĩ cho rằng mối cũng là một nhánh của họ nhà kiến. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Kiến là động vật ăn tạp, chúng chủ yếu ăn côn trùng, hoặc cũng giống như dẹp vừng, chúng ăn thức ăn dự trữ. Kiến được tiến hóa lên từ ong bắp cày. Mối có nguồn gốc từ loài gián, chúng là những kẻ ăn chay hết sức nghiêm chỉnh. Mối và kiến sống trong các xã hội có tổ chức chặt chẽ và cũng gần giống với nhau. Cách đó 8.500 km về phía đông. Ở Borneo, thời tiết vô cùng thuận lợi đối với loài mối. Rừng nhiệt đới ở đây lúc nào cũng ẩm ướt, nóng và âm u. Đây có lẽ chính là môi trường nguyên thủy của loài mối. Những con mối này không sống dưới lòng đất và chúng không cần phải đào sâu xuống đất để lấy nước. Chúng làm tổ trong những hốc cây mục. Không giống như các loài mối chuyên sống trong các gốc cây khô ở Mỹ, chúng không ăn gỗ ở thân cây nơi chúng sinh sống. Do vậy, cứ 10 ngày một lần, chúng thực hiện một chuyến thám hiểm để tìm thức ăn. Khi tìm được thức ăn, chúng sẽ đánh dấu đường đi hoàn chỉnh ngang qua khu rừng. Một tuyến nọc ở bụng sẽ tiết ra các vệt pheromone để những con khác đi theo. Loài này có lớp vỏ cứng bên ngoài, giúp nó chống nắng rất tốt. Mối thợ bắt tay vào công việc. Vỏ cây bị bao phủ dưới lớp địa y, một nguồn thức ăn lý tưởng của mối. Khu vực này cách tổ của chúng khoảng 100 mét, tương đương với quãng đường 15 km đối với con người. Mối thợ là những con mối non với hàm răng cực kỳ khỏe. Chúng cắn đứt, gặm nhấm và thu thập càng nhiều, càng nhanh, càng tốt. Cả đàn cùng đang làm việc trên một cành cây. Chỉ trong vòng nửa giờ, cành cây bị chúng phá sạch. Đã đến lúc chuyển những gì thu hoạch được cho người vận chuyển. Việc phân công lao động, một chiến thuật để sinh tồn, đã xuất hiện từ cách đây hơn 100 triệu năm. Con mối này sẽ đợi ở đây cho đến khi đủ chuyến. Chỉ khi đó, nó mới quay về tổ. Mối thợ và mối vận chuyển biết chính xác giờ về tổ. Chúng mang về khoảng nửa kg thực phẩm tươi, đủ cho cả đàn trong 10 ngày. Khi tất cả đã quay trở về, cả đàn dành thời gian để xử lý chỗ thức ăn và chăm sóc con. Nhờ có một hệ tiêu hóa đặc biệt, mối là loài duy nhất trên hành tinh có thể tiêu hóa được gỗ. Ở Đông Phi, người ta rất thích mối vì chúng làm cho đất màu mỡ. Không một người nông dân nào ở đây nghĩ đến việc phá tổ mối. Tất nhiên, những cái tháp như thế này lại càng không. Nếu so sánh cái tổ này với tỷ lệ của con người, thì nó cao tương đương 1.700 mét. Chúng phải xây cao để hệ thống thông gió hoạt động hiệu quả. Về cơ bản, cây càng đặc và cao bao nhiêu, chiếc tổ càng cao bấy nhiêu. Thật ấn tượng phải không? Để xem đàn mối xây một cái ống khói mới như thế nào, các nhà sinh học đã phải làm ca đêm. Chiếc tổ này vẫn đang được xây dựng. Quan sát mối mà không làm ảnh hưởng đến chúng, các nhà nghiên cứu chỉ có thể dùng ánh sáng yếu. Họ sử dụng máy quay hồng ngoại để ghi lại các hoạt động trong tổ mối. Có 10.000 mối thợ đang đào những con đường hầm giống như thợ mỏ. Sử dụng đất sét và nước được lấy từ sâu trong lòng đất. Đồng thời, khoáng chất trong đó sẽ giúp làm giàu lớp đất bề mặt. Mối luôn dự trữ đủ nước trong cơ thể để trộn vữa. Chúng dùng đất trộn với nước bọt. Để tìm nước trong môi trường khô này, chúng đào thẳng xuống tầng chứa nước ở bên dưới, thậm chí có lúc sâu tới 60 mét. Tuy nhiên, nỗ lực đã được đền đáp. Khi hợp chất khô, nó trở nên rất cứng và tạo thành một mái nhà tối ưu bảo vệ chúng khỏi thế giới bên ngoài. Mỗi đêm, tháp lại được nhóm thợ xây thêm một chút. Phần trên nóc của tổ mối chính là một cái tháp, đó là một hệ thống cung cấp không khí trong sạch. Hệ thống này rất cần thiết vì khí CO2 và khí metan do côn trùng thải ra sẽ tích tụ lại. Cái tháp giống như một cái ống khói, đẩy khí độc nóng ra ngoài lên phía trên và thay thế bằng không khí sạch đi vào từ đâu đó bên trong tổ. Lỗ thông khí cho biết về môi trường bên trong tổ. Nếu một cơn mưa hiếm hoi mang không khí mát mẻ tới, hơi nước sẽ thoát ra từ ống thoát khí. Đến giữa trưa, tòa tháp này sẽ cao khoảng nửa mét. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa xong. Tối nay, tất cả những cái lỗ nhỏ bé sẽ được đóng lại. Tháp khi xây xong sẽ hình thành một bộ phận quan trọng của tổ mối, giúp chúng điều hòa nhiệt độ bên trong tổ, đặc biệt là phía bên trong phòng của mối chúa. Chúng sẽ giữ nhiệt độ luôn ở mức 30 độ C và độ ẩm 100%. Trong khi đó, vẫn đảm bảo cung cấp một lượng không khí sạch, đủ và liên tục vào trong tổ. Không có hệ thống điều hòa, mối không thể tồn tại được trong môi trường nóng và khô này. Joanne Delington và Reinhard Leto đang tìm những tổ mối có một ống thông khí. Tại đây, họ có thể đo lượng khí thải thoát ra và ước tính số lượng mối có trong tổ. Hình dáng và kích thước của tổ mối cho các nhà khoa học biết có bao nhiêu con mối đã tham gia xây tổ. Con số đó cùng với lượng khí thoát ra có thể chỉ ra lượng khí nhà kính. Đặc biệt khí metan mối thải vào môi trường là bao nhiêu. Các nhà nghiên cứu cũng muốn tìm tổng trọng lượng của đàn mối trong tổ. Các số liệu có thể thay đổi nhiều. Có những tổ mối có tới cả triệu con, với trọng lượng tương ứng nặng hơn 20 kg. Không có một số liệu cụ thể nào về các nơi phân bố của chúng. Điều duy nhất có thể biết chắc chắn đó là trọng lượng của các tổ mối trên thế giới khá lớn. Loài côn trùng này được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên trái đất. Loài vật này có một cách vô cùng thông minh để đảm bảo việc có thể đi tới khu vực kiếm ăn trên một nền đất rừng không mấy ổn định. Ở những khe trống hay những khe nứt nằm giữa các cành và lá cây, chúng xây đường đi, cầu và đường hầm. Vật liệu chúng sử dụng để xây là cát và đất từ chính đất rừng. Kết quả là một con đường nối liền các nơi với nhau, giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng. Một đường cao tốc vào giờ cao điểm mang lại sự an toàn. Những lối đi vượt qua các địa hình hiểm trở khó khăn. Những vệt pheromone giúp điều tiết giao thông một cách hiệu quả, cũng giống như biển và đèn tín hiệu giao thông. Thậm chí có cả những đường hầm có nhiều ngã rẽ để đi về các hướng khác nhau. Cũng giống như hầu hết các loài mối khác, mối châu Á có mối lính canh gác. Nó sẽ quản lý việc giao thông mọi lúc. Các chiến binh không thấy gì, nhưng chúng lại có khứu giác rất phát triển. Một cái miệng giống như cái sừng ở trên đầu giúp chúng có khả năng phun nọc độc vào đối thủ. anten của chúng rà soát xung quanh. Rừng nhiệt đới lúc nào cũng rình rập đầy nguy hiểm. Cái tổ ở trên cây càng gần, những con đường và đường hầm lại càng to ra. Những con mối thợ này đang xé lá khô. Những gì chúng làm rơi sẽ bị phân hủy, cung cấp nguồn dinh dưỡng quan trọng cho các loài thực vật mới. Mối sản xuất một lượng phân bón hóa học có giá trị cả ở những khu rừng nhiệt đới ẩm ướt và cả những vùng đồng cỏ khô. Xé các loài thực vật ra là một công việc khó khăn. Chúng mất 2 giờ mới có thể làm cho một chiếc lá to chừng này biến mất. Mặc dù người ta chưa biết nhiều về loài mối, nhưng rõ ràng chúng đóng vai trò quan trọng trong rất nhiều hệ sinh thái trên hành tinh. Do vậy, các nhà khoa học hiện nay đang đưa ra vấn đề về bảo vệ loài vật này. Trong 150 triệu năm tiến hóa, mối đã phát triển nhiều kỹ năng tái chế các loài thực vật. Đó là lý do chính khiến chúng thành công. Một đặc điểm ưu việt khác là chúng có một hệ thống xã hội phát triển vượt bậc, cho phép chúng thống trị cả một khu vực xung quanh, mặc dù chúng có những kẻ thù rất mạnh. Mối lính tiếp tục canh gác để đảm bảo an toàn cho cả đàn. Chúng không thể nhìn thấy kẻ thù, nhưng có thể phát hiện được mùi. Một nhóm kiến đã bò vào bên trong tổ mối. Đàn kiến đã bị mối cảnh gác phát hiện. Lúc này, một nhóm trinh sát đã tiếp cận. Đầu tiên, chúng kiểm tra địa hình. Mối thợ dường như quá bận rộn nên không nhận ra mối nguy hiểm. Mối canh gác đã ngửi thấy mùi kẻ thù, nhưng chúng không được vượt qua ranh giới. Đàn kiến kiên nhẫn tìm một kẽ hở trong hàng, nhưng cuối cùng chúng quyết định tấn công ở phía trước. Mối nhỏ hơn kiến, nhưng chúng lại có một vũ khí lợi hại. Tuyến nọc độc ở phía trước. Nhà thiện xạ nhỏ bé này ngắm rất chuẩn. Con kiến bị trúng độc đang cố gắng trong vô vọng để thoát khỏi chất lỏng gây bỏng đó. Tiếp theo, lính mối triển khai trận chiến đấu. Với đàn kiến, trận càn trở nên hỗn loạn. Chúng bị đẩy lùi, hầu hết đều phải rút lui vì không có vũ khí trong tay. Nhờ có vũ khí hóa học, những kẻ phòng thủ nhỏ hơn đã thắng thế. Tuy nhiên, ở vùng đồng cỏ châu Phi, mối cần phải đề phòng những đàn kiến. Những con kiến này ra khỏi tổ vì chúng biết ở gần đây có mối. Đội quân trinh sát di chuyển nhanh và chắc chắn do một con dẫn đầu. Đàn kiến chia ra làm 3 mũi tấn công, mỗi đội dài khoảng 2 mét. Loài kiến này chuyên đi săn các loài côn trùng khác. Loài vật này có khứu giác rất chính xác. Con mối không có cách nào chạy thoát. Nó đang đơn độc và ở bên ngoài tổ. Đôi càng khổng lồ của nó không giúp gì được lúc này. Những con kiến chỉ cần bao vây xung quanh. Mối ở vùng đồng cỏ lại không có nọc độc. Đàn kiến lôi từng phần của con mối về tổ. Đồng thời, các mũi tấn công cũng rút quân. Ở Kenya, Joanne Delington và Reinhard Leto đã tìm thấy một cái tổ phù hợp để tiếp cận vào nơi có mối chúa. Đó là nơi thâm cung bí mật của tổ mối. Phòng của mối chúa đã được chuyển đi. Giờ đây có một thách thức mới được đặt ra. Phải làm thế nào để mở cái tổ mà không làm ảnh hưởng đến đàn mối. Cái tổ được lật ngược lại một cách nhẹ nhàng. Các nhà sinh học đã vô cùng bất ngờ. Trong tổ không chỉ có một mà là 3 con mối chúa. Mối đực chỉ dài 1 cm sẽ giao phối với mối chúa suốt cuộc đời trong khoảng 30 năm. Các nhà nghiên cứu không lường trước được việc có 3 con mối chúa trong tổ. Bây giờ họ phải quyết định thật nhanh xem nên làm gì. Reinhard Lütold đã mang toàn bộ một phòng thí nghiệm đến vùng đồng cỏ này. Anh hy vọng có thể đưa mối đực, mối chúa, mối thợ và ấu trùng vào một cái phòng nhân tạo mà không làm ảnh hưởng gì đến hành vi tự nhiên của chúng. Những đường ống giữa các phòng và tổ được phun pheromone để mối thợ vẫn tiếp tục chăm sóc mối chúa. So at least there is no big soldier inside. That's most important. 2 con mối chúa khác được đưa lại tổ. Sau đó, cái lỗ ở tổ được gắn lại cẩn thận. Các nhà nghiên cứu đã dành rất nhiều năm để làm các thí nghiệm như thế này. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thu được kết quả. Giờ đây, lần đầu tiên, những hình ảnh về cuộc sống tự nhiên của mối chúa trong thâm cung của nó đã được ghi lại. Căn phòng phải được bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời và nhiệt độ càng nhanh càng tốt. Các đường ống giờ đã được nối với căn phòng tự nhiên của nó ở trong tủ. Đây là lúc phải vô cùng khéo léo. Chỉ cần căng thẳng một chút thôi cũng có thể khiến mối lính và mối thợ giết mối chúa. Tất cả những gì các nhà nghiên cứu có thể làm lúc này là chờ đợi. Liệu mối chúa và mối thợ có tiếp tục cuộc sống bình thường như ăn, đẻ trứng và chăm ấu trùng hay không? Thậm chí khi đã là những nhà sinh học rất nhiều kinh nghiệm thì họ cần có thêm may mắn nữa. Tuy nhiên, mối chúa và cận thần của nó dường như không thấy điều gì bất thường. Mối thợ tiếp tục chăm sóc mối chúa. Còn mối chúa tiếp tục đẻ trứng. Hàng trăm quả, hết giờ này sang giờ khác. Trứng của chúng rất đều nhau. Việc trứng nở ra mối thợ hay mối lính phụ thuộc vào lượng pheromone do những con mối trong tổ tiết ra. Nhưng cho dù trở thành mối thợ hay mối lính, chúng cũng sẽ đảm nhận vị trí và cống hiến cả cuộc đời mình cho cộng đồng trong ngôi nhà bí mật nằm bên dưới vùng đồng cỏ.